Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Trung The Trainer. Và đây là cái vlog tập tiếp theo của mình. Đây là tuần thứ hai mình bắt đầu vào cái giai đoạn sau khi kỳ nghỉ Covid khoảng 6 tháng. Thì mình đặt cái buổi tập này là buổi tập thân dưới số 1. Thì giống như lần trước mình quay thôi. Bắt đầu bằng sẽ bài là bài squat với thanh safety bar. Thì mình bắt đầu khởi động từ thanh 30 đến khi mỗi bên 10 cân và vào hiệp chính. Thì tuần trước mình hiệp chính chỉ có mỗi bên 10 cân là tổng 50 cân. Lần này mình tăng thêm mỗi bên 5 cân nữa là 60 cân. Nhưng thực tế cái tuần trước chỉ với 50 cân cái bài squat này mà chân của mình nó phải mất đến 2-3 hôm sau. Nó luôn luôn trong trạng thái cực kỳ căng, đau và mỏi luôn. Với những bài compound như squat hay deadlift, mình sẽ muốn mức tạ tăng từ từ nhất có thể. Thì mình hy vọng tuần sau mình sẽ lên mức dần dần 70 cân, 80 cân, 90 cân, 100 cân. Và cố gắng quay lại cái mức trước kỳ nghỉ lễ là khoảng 130 cân, 140 cân on rep max. Và bạn có thể để ý là trong cái bài squat với cả thanh safety bar này, mình đã tìm được cái vị trí để tay nó tốt hơn. Và từ đó giữ cho cái thân trên của mình nó được vững chãi, ổn định hơn rất là nhiều. Và khi mình giữ được thân ổn định hơn, mình cũng cảm nhận rõ ràng cái vùng mông, vùng đùi sau, vùng đùi trước nó hoạt động một cách hiệu quả hơn rất là nhiều. Bài này mình tập 3 set. Lúc đầu định tập là mỗi set chỉ 7 rep thôi, nhưng mà thường cái set cuối mình sẽ cố gắng sức nhiều hơn một chút. Và mình sẽ cảm nhận cái tốc độ thanh tạ nó di chuyển, tốc độ di chuyển của cái chuyển động mình nó chậm lại dần, thì có nghĩa là mình đang gần đến cái mức failure hơn. Thì ở cái set thứ 3 mình tập được 9 rep, nhưng mà cảm giác cái mức RIR nó sẽ vẫn còn khoảng tầm 3 đến 4 rep nữa để đến cái mức thất bại. Bài tiếp theo là bài Romanian Deadlift. Thì trong bài Romanian Deadlift này ấy, thì mình có một cái mẹo. Nếu các bạn muốn cảm nhận hay là muốn cái vùng mông nó dùng nhiều hơn thì các bạn nên gập gối ở trong cái khoảng từ 30 độ đến 15 độ. Nghĩa là gập gối nhiều thì mông cũng sẽ vào nhiều hơn. Còn nếu bạn muốn chủ động, bài này nó tập trung nhiều vào đùi sau hơn, thì cái góc gập gối của mình nó nên là dưới 15 độ hoặc là thẳng chân. Thẳng chân thì có nghĩa bài đấy có tên là Stiff Leg Deadlift. Và đối với mình trong biến thể này, mình đang hạn chế cái việc gập gối để mình muốn tập trung vào đùi sau nhiều hơn. Nhưng mà khi xem lại cái video ấy thì thực sự là gối mình nó gập vẫn hơi nhiều. Và trong cái quá trình mình tập, cái vùng đùi sau hiện tại vẫn chưa cảm nhận được rõ lắm. Thì mình cũng mong là cái buổi sau mình sẽ cải thiện cái sự cảm nhận trong chuyển động bài này. Trong buổi hôm nay mình tập bài này với 3 set với số rep là 9, 13, 12 và với mức tạ là 60 cân. Thực sự mức tạ 60 cân ở tuần thứ 2 này mình cảm nhận nó quá nhẹ rồi. Có thể sang tuần mình sẽ lên mức khoảng 80 cân. Tiếp theo là bài one leg press, mình superset với cả bài lying leg curl. Ở tuần trước thì cái bài tập chân này mình chọn bài split squat, nhưng trong cái tuần này mình lựa chọn biến thể nó nhẹ nhàng cho thần kinh hơn, đấy là tập với máy. Và cụ thể là tập với máy leg press, mình đạp từng chân một. Cũng khuyên các bạn nào có những cái máy như này, và cụ thể là ở trên sub, nếu mà tập máy này thì nên để một chân cố định ở dưới đất hoặc là một chân cố định ở trên cái tạ kia, mình chỉ đạp một chân thôi. Như vậy thì cái hông của mình sẽ ổn định hơn, đạp sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Bài lying leg curl này vẫn như tuần trước thôi, mình tăng thêm một chút tạ và vẫn cuốn bằng một chân một. Và thường mình sẽ không để cho cái phần đùi gần gối nó chạm vào ghế. Cái việc này giúp mình đỡ bị võng cái phần lưng khi thực hiện cái bài lying leg curl này hơn. Các bạn để ý nhé, thường cái bài này chân trái của mình sẽ đi được cái đoạn rom nó ít hơn. Và mình sẽ giải thích vì sao lại có chuyện này xảy ra với số đông như vậy ở những video sau. Và khi xem lại cái video ở trong cái bài leg press này thì thực sự ở chân của mình đi khoảng rom nó chưa được dài lắm. Thì có thể do cách setup vị trí ngồi hoặc là cách để chân hoặc là vị trí chân đạp ở trên máy. Thì trong buổi sau mình sẽ cố gắng tìm cái vị trí khác làm sao cho khoảng rom gập gối và gập của hông nó đi được dài hơn. Và bài này mình tập 12 rep và chắc chắn tuần sau mình sẽ tăng thêm khoảng tầm 30 đến 40 pound mỗi bên nữa. Tiếp đến là bài khá yêu thích của mình. Đây là bài đi ngược với tạ từ trước, hay tên tiếng Anh có thể gọi là backward sled drag. Thì với bài này ấy, nhiều bạn hỏi mình là tại sao tập không cảm giác vào đùi sau. Thì một lời khuyên để các bạn cảm nhận được vào phần đùi sau, phần mông tốt hơn ấy, là các bạn nên gồng được cái phần bụng ở phía trước và thân người gập ra phía trước một chút, hạ trọng tâm của vùng mông một chút. Hay cái thuật ngữ trong fitness người ta hay bảo là nên để cho cái phần xương chậu ở vị trí là pelvic posterior tilt, thì lúc đấy các bạn sẽ cảm nhận rất rõ cái vùng đùi sau, vùng mông, vùng đùi trước và vùng bụng của mình đang hoạt động. Đây là một bài tuyệt vời cho vùng thân dưới và vùng core. Mức tạ ở tuần thứ 2 này mình dùng gấp đôi so với tuần nhất, nhưng mình vẫn chưa thấy nó đủ nặng, và chắc chắn sang tuần sau mình sẽ tăng cái mức tạ này lên thêm. Và lưu ý nhé, cái mức tạ hiện tại ở những tuần đầu mình sau khi nghỉ một thời gian dài, mình luôn luôn muốn nó giữ ở mức thấp để cho cơ thể có thể thích nghi kịp. Một lời khuyên, một lần nữa khuyên các bạn là không nên tăng cái mức tạ quá sớm sau một thời gian nghỉ dài. Cái này rất dễ dẫn ra gây đến việc chấn thương. Rồi, bài cuối cùng là bài side plank từng bên một, và biến thể mình chọn là 90-90 side plank. Các bạn có thể xem cái video hướng dẫn bài này ở trong kênh YouTube của mình. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video đến tận giờ phút này. Các bạn hãy ấn nút đăng ký, subscribe để đợi những cái video tiếp theo trong cái vlog tập luyện của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.